Thương, con lại khóc nữa hả? Dạ đâu có đâu má. Ừ, không khóc thì tốt rồi. Ở ngoài đây sương lạnh, vô nhà đi con. Dạ, má vô trước đi, con vô sau má. Coi vô, để bệnh nhau. Ba má gọi con có chuyện gì? Mời sắp xếp công việc theo ba má lên xóm trên hỏi vợ nghe chưa? Ủa vợ con gì? Đây là chuyện hai bên gia đình đã đến ước từ trước. Bây giờ gia đình mình phải thực hiện. Tất cả gia tài ngày hôm nay mình có được đều do người ta giúp đỡ. Đã đến lúc mình trả ơn rồi đó. Nhưng mà con không có nhân cái gì hết. Ba má đã quyết định rồi. Hồi mưa
còn chăng một mai nhân nợ trăng ai trả đắng cay cố nhân dễ hát dây chung tình bạc đầu cũng đang còn dương ta còn đi vô nhà đi con, mẹ để con.